Báo cáo với lại các thượng đế, ngày hôm nay là ngày 31 tháng 7 năm 2024. Buổi sáng ngày hôm nay đã trời trong xanh, nắng đẹp. Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng. Thật là tuyệt vời. Từ sáng tới giờ mới có năm thượng đế Trần Văn chốt. Thượng đế thì chốt loa, thượng đế thì chốt đầu đĩa, thượng đế thì chốt đài, thượng đế thì lại chốt băng cassette, thượng đế lại chốt phên vỉ đài. Một lần nữa, nông dân Khang trân trọng cảm ơn các thượng đế trên dải chữ S đã gửi trọn niềm tin vào số máy 0368888479. Và cũng xin chúc mừng các thượng đế, vì khi các thượng đế liên hệ với số máy này để Trần Văn chốt radio cassette, linh phụ kiện về radio cassette, băng cassette, mình thấy được sự thông tuệ của các thượng đế. Trân trọng cảm ơn và xin chúc mừng. Bây giờ mình thực hiện test hoạt động trước đài Thiên Hạ Vô Song, hay còn gọi là Độc Nhất Vô Nhị. Đài Crow Watner, Made in Taiwan, sản xuất ở Đài Loan. Xin quý vị và các bạn là một cơ số giây để ra lấy cái thước. Nay có sư phụ U70 coi như thế là bổ sung bán đài là để nghe cái thước ở bên cạnh để đo kích thước để cho mọi người xem. Thì thi thoảng thì bên cạnh cái thước thì đo, thế còn nếu mà không không phải bên cạnh cái thước thì lại không không đo. Đấy, đang quay video lại có số điện thoại 5216 qua điện. Sorry đồng chí. Bây giờ ta tiến hành Ecuador để thấy được số đo 3 vòng. Số đo rất chi là ấn tượng. Đo ở bên trên. Chiều dài của chiếc đài này là 43 cm. Kích thước âm ly cũng nhiều cái âm ly 43 lắm. Này, 43 cm. Đấy. Chiều cao của chiếc đài này là 12 cm. 12 cm. Nó trừ đi một tí cái rẻ mình lót ở dưới cái đài. Cho cái đài nó ngồi đến cái rẻ như thế này, nghề chơi nó rất công phu. Chiều sâu của chiếc đài này, nếu mà đo đo đài thì nó rơi vào cửa tầm 10 cm. Thế còn đo quai sách, đo cả quai sách thì 12 cm này. Đấy. 11 cm. 11,5 cm. 11,5 cm. Đài màu đỏ rất chi là đẹp này. Mình bán thì mình phải nói là màu đỏ thôi, chứ trên thực tế thì không nói thì mọi người cũng biết đây là đài màu đỏ. Thế nhưng mà đài này thì xin thưa tới các thượng đế, đài này thì tìm ở trên trời thì duy nhất là có cái ảnh ở bên Tây, với lại là nông dân Khang 1861 có thôi. Đấy. Lát nữa, chỉ sau phút, ít phút nữa thôi, là anh Trần Văn Nét, anh ấy xuất hiện để anh ấy kính chào quý vị và các bạn. Anten đầu nhựa, anten zin. Đấy, cái này có thể xoay 360 độ được. Đấy, anten này. Đấy, anten rất dài. Rất dài và rất xa. Là tình yêu đài của chúng ta. Đây ở đằng sau đây. Và coi như thế là báo cáo với lại mọi người để mọi người được vui cái bụng. Cái đài này vẫn bắt đủ ốc. Bắt đủ ốc, không thiếu một con ốc nào cả. Thế chân ốc thì thôi, chả gãy cái nào cả. Phên vỉ thì chưa đào bới xây lộn. Đã có video rồi, còn đây là tem mác này. Đấy, Crow Watner này. Đấy. Nắp pin. Bây giờ anh Trần Văn test nhá. Đây, này mặt dưới này. Đẹp như thế này. Những người bán loa bãi người ta gọi là đẹp, đẹp cáu cạnh. Đấy, kể cả là cái thùng loa nó có bị hơi nở một tí, hơi phồng một tí. Thế nhưng mà những người bán loa bãi là mình hay hay thấy người ta hay dùng cái từ cáu cạnh.
Thế còn đương nhiên rồi, kể cả cái loa bãi mà cái thùng nó nở một tí, đấy cũng là bình thường. Ngọc còn có vết xước. Cái đài độc nhất vô nhị này cũng vậy, nó cũng có vết xước. Đây tỉ dụ như đây, đây là phải đeo cái kính vào để xem. Đây, đây, đấy nó hơi xước này. Đấy. Thì nó trải qua năm tháng thì đương nhiên là phải có vết phong trần, phải có vết phong trần. Đài này thì để mộc, xin thưa với các thượng đế, vẻ đẹp coi như thế là như sơn nữ, đấy, chứ không có tút tát gì, không coi như thế là tô phấn điểm son gì cả. Đấy, cứ để mộc mạc như thế này, để coi như thế là trân trọng gửi tới người thượng đế có cái bụng tốt ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Ngài thượng đế này đã trần văn chốt, ngài đã chuyển đủ thóc cho mình rồi, 350.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Ngài chuyển đủ rồi, ngài trong cái lần chuyển thóc cho mình, ngài lại còn chuyển thêm 20.000. Ngài bảo mời lão nông ly cà phê. Thế có ưng cái bụng không? Trân trọng cảm ơn ngài thượng đế có cái bụng tốt ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh đã trần văn chốt chiếc đài thiên hạ vô song, đã mời lão nông ly cà phê. Bây giờ thì không đợi, không để các thượng đế đợi lâu nữa. Bây giờ cho nó ăn điện, đài này ăn điện 220V nhá. Cho nó ăn điện, bao giờ cũng vậy, đài điện thì phải cho nó ăn điện. Đấy, thế còn nếu mà cho nó ăn điện, lưu ý là phải cho ăn đúng, ăn đủ. Đấy, chứ đừng cho nó ăn no quá, no quá thì lại dẫn đến hiện tượng bụi thực thì hỏng hết bánh kẹo nhá. Khi mà cho nó ăn điện rồi, nếu như mà nó không hót lên, nếu mà nó không kêu lên, nó mà không rên lên, thì các thượng đế coi như là liên hệ với số máy 0368888479. Cái khả năng nó rên lên là cao lắm nhá, cao lắm. Bây giờ đây là cái công tắc chuyển tape, tape là băng đấy, radio đây. Bây giờ chuyển sang radio là anh Trần Văn Nét, anh ấy xuất hiện để anh ấy chào quý vị. Ván tiếp theo chưa được ấn định. Kênh truyền hình Asianet cập nhật thông tin thương vong trong loạt vụ lở đất tại Ấn Độ ngày 30 tháng 7. Hàng của lão nông Chi Điền Khang thì chỉ có vỗ đùi đen đét. Ijayan cho biết đã hiệu chỉnh bắt đủ sóng nhé. Và cái đài này nguyên bản của nó là 108. Thế nên đài nội địa thì thôi đừng, đừng có nói đến. Kể cả là những cao nhân kéo sóng thì đừng có nói đến. Thì thố với những cái đài, chiếc đài nguyên bản 108. Công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn. Lở đất bắt đầu xảy ra vào khoảng nửa đêm, thời điểm người dân đang ngủ. Cái này nó thanh tiếng, âm thanh rất lạ cái lỗ tai. Thế mà lạ thì quý vị và các bạn biết rồi. Cổ nhân đúc kết là một cái lạ thì bằng một tạ cái quen. Nghe lạ tai lắm, âm thanh của nó trong trẻo, nó thanh tiếng cứ như QT88 ấy. QT88 không có độ trầm ấm đâu, không có độ trầm ấm, thế nhưng nó thanh tiếng lắm. Con này cũng thanh tiếng lắm, đây. Nhích lên này, volume này. Thành Bình Dương. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên tần số FM 92,5 MHz. Và ngay bây giờ đây thì quý thính giả ơi, chuẩn bị điện thoại nha. 92,5 này. Có nhớ số điện thoại để mình cùng tham gia trả lời câu hỏi của anh nhanh hơn không ạ? 0274-3836-246 nha. Dạ rồi, quý vị ơi, sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta hôm nay sẵn sàng nha. Hy vọng là mọi người sẽ nhận được bây giờ dò sóng này, những phần quà may mắn từ... Trường hợp nghe âm lời nói, nghe hình ảnh, hay tố tụng khác, người tham gia phiên tòa phải được sự đồng ý của họ và thẩm phán chủ tọa phiên tòa phiên họp. Người phiên tòa phiên họp không được truyền phát trực tiếp, trực tuyến, không được thông tin sai sự thật, không được thông tin làm ảnh hưởng đến sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, vô tư khách quan trong xét xử, giải quyết vụ án vụ việc. Không được vi phạm quyền con người của bị cáo, bị hại, đương sự, người tham gia tố tụng khác trong vụ án vụ việc. Không được vi phạm quy định về giữ bí mật theo quy định của pháp luật. Luật. Ôi trời ơi. Dạ, số điện thoại xin được chia sẻ lại một lần nữa với tất cả quý vị. Chúng ta soạn sẵn nha. Soạn sẵn 02743836. Ấm khôn nguôi. Cô tìm đủ mọi cách chỉ mong sao giúp chồng sớm thoát được trào ngược và đau dạ dày. Cứ ai mách gì là cô làm nấy. Nhưng rồi bệnh dạ dày của chú Tuân vẫn chẳng cải thiện là bao. Từ ngày đi khám tôi ăn cháo đúng một tháng rồi. Và luôn lên xương cháo hồng ăn suốt ngày.
sức khỏe là nó sút nhiều lắm, ăn không ngon mà ngủ không yên, là nó sút cân, thế cứ tưởng là ung thư. Nỗi lo ung thư có lẽ cũng là của nhiều người, khi mà bệnh thì chưa mãi không khỏi, sức khỏe ngày một suy giảm, những tưởng sẽ phải sống chung với căn bệnh dạ dày suốt đời. Là một ngôi chùa cổ, từ ngày xưa đến giờ thì đầu chùa là dốc Thọ Lão, cuối chùa là con đường Bạch Lao, cái đê Thanh Nhàn. Qua những thời gian đất nước thăng trầm thì là tất cả làm 6 tập thể ở chung quanh đất chùa, mà còn lại có 3 gian chùa là 120 mét, vừa thờ Phật vừa thờ Thánh thờ Tổ. Thế đến khi mà chúng tôi bắt đầu xuất gia là năm 1978 thì là về đây có 3 gian nhà đấy, thì thôi thầy trò cứ tu thì mỗi năm. Cái nào mà chương trình ca nhạc thì không để được, quý vị cũng thông cảm cho. Đấy, ca nhạc là không để được. Đấy, nét lắm. In similarly, in the sunny and cloudy, the temperatures ranging from... Hết rồi. Đấy, giờ chuyển sang AM nhé. Đây, chuyển AM này. Đây, chuyển AM này. Thành phố, nhất là ở các nơi tập trung đông người như cao ốc, văn phòng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện thường xuyên ùn ứ. Do vậy, băng sóng AM mà băng sóng điều biên ở trong kỹ thuật ấy, về sóng ấy là nó tác động vào biên độ. Thế mà cái đài ấy, radio mà cái băng sóng điều biên mà nét cũng hiếm đấy, cũng hiếm đấy. Cho xe ô tô đi vào trung tâm thành phố. Sướng đời thật đi. Cục truyền thông Sở Ngoại vụ thành phố tổ chức họp báo thông tin về chương trình đối thoại hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 và diễn đàn kinh tế thành phố lần thứ 5 năm 2024. Đây là sự kiện quy mô quốc tế do Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức. Đối thoại hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2024 với chủ đề chuyển đổi công nghiệp, kinh nghiệm và các ưu tiên trong hợp tác phát triển diễn ra từ 23 đến 24 tháng 9. Sự kiện nhằm thúc đẩy quan hệ giữa thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương kết nghĩa trên thế giới. Băng sóng AM bắt được một sóng. Đấy, trong quá trình dò sóng dễ dò sóng nhá. Thế còn kể cả là đài đỏ cho tới QT88 mà khéo tay mới dò được sóng thì cũng phan đình đáp. FM, bắt lại FM một lần nữa này. Quyết tâm hướng cách kiểm kê đất đai năm 2024 hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2025. Kinh phí thực hiện kiểm kê đất đai năm 2024 được bố trí theo quy định của luật ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định. Trong đó, ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí đối với các nhiệm vụ do các bộ cơ quan trung ương thực hiện. Ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí đối với các nhiệm vụ do các cấp tỉnh, huyện, xã thực hiện theo quy định phân cấp của luật ngân sách nhà nước. Mà khu vực Hoàng Văn Thụ, Úc Tịch nè, khu vực cầu vực Quang Trung ở dưới cầu vực Quang Trung, quốc lộ 12, Nguyễn Văn Quá, quốc lộ. Dạ vâng ạ, quốc lộ 1 qua giao lộ Nguyễn Văn Quá, quận 12, quốc lộ 1 qua Tô Ngọc Vân vẫn ghi nhận là tình trạng có lượng phương tiện đông và các bác tài cần phải lưu ý, đặc biệt là dưới cầu vực Quang Trung các bạn. Không nào bỏ lỡ được. Băng cung này thì gắn liền với một thời hào hùng của người dân xứ Thanh nói riêng và dân tộc ta nói chung. Dạ. Tên của cây cầu Kim Thu xin được nhắc lại là hai từ bảy chữ cái quý vị nha. Hai từ bảy chữ cái ha. Cầu cũ. Và còn sở hữu khá nhiều công trình kiến trúc hiện đại, độc đáo, đang trở thành tâm điểm của khách du lịch trong và ngoài nước. Như cầu Rầm, cầu thép dài nhất thế giới hay cầu sông Hàn, cầu xoay duy nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, một trong những địa điểm thu hút du khách đến nơi đây còn là các di sản văn hóa từ ngàn đời xưa. Hãy cùng chuyến đi kỳ thú hôm nay khám phá bảo tàng điêu khắc. Ôi giời ơi! Hết rồi, đấy. Điều khác, trong đó các tác phẩm đã truyền tải được hình ảnh sống động và chân thật về những biểu tượng tôn giáo thời xưa cùng thế giới tâm linh huyền bí. Bước vào trong bảo tàng nghệ thuật điêu khắc Champa, ấn tượng đầu tiên là kiến trúc Gothic độc đáo kết hợp với phong cách mái vòng cung có đầu nhọn cộng với hệ thống cửa sổ kính rộng giúp ánh sáng mặt trời rọi được vào mọi ngóc ngách của bảo tàng,
kiến trúc đậm nét Pháp kết hợp với không gian thoáng rộng cùng hương hoa sứ, tỏa mùi thơm dịu nhẹ khắp không gian bảo tàng, khiến anh Nguyễn Anh Tuấn, một du khách đến từ Hà Nội, thấy bất ngờ, thú vị. Tôi thấy là nó rất có giá trị khi vào đây cảm nhận một cái nền văn hóa của Chăm. Khi vào thì tôi biết được nhiều hơn về cái lịch sử phát triển của dân tộc Chăm. Tôi thấy. Trần Văn Nét xin kính chào quý vị. Lão Nông xin kính chào quý vị. Trân trọng cảm ơn. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup.